chào anh em, chào mừng anh trở lại channel YouTube của Thiêu Đá Soccer. Và hôm nay lại một động tác AK khác. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em động tác Ninja AK. Thì chúng ta cần xem rõ là Ninja AK đó như thế nào nha. Đầu tiên là một cái split up mà kéo gầm. Bóng sẽ nảy đây, nhăn lên. Split up. Rồi. Tiếp theo là khi mà bóng đang lơ lửng trên này, mình sẽ làm một cái AK hai chân trên không. AK. Rồi. Lại nha. Lift up AK. Thì để làm động tác này, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc lift up. Cái lift up này giống như là cái lift up của Ronaldinho rất thường hay làm. Kéo gầm. Ronaldinho thì lift up sau đó tung. Rồi. Lift up sau đó tung. Nhưng mà cái lift up của Ninja AK, chúng ta sẽ lift up xong đặt trụ này ngay, chân này nhấc bổng lên. Thế này. Đấy. Thì cái lift up này sau khi lift up xong, bóng sẽ bay xéo qua đây, đồng thời chúng ta đổi trụ. Lift up xong, banh trúng đây, anh bay xéo qua đây, đổi trụ. Sau đá bóng ngược về. Lift up, đá bóng ngược về. Lift up, đổi trụ. Lift up, đổi trụ, đá bóng ngược về. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện động tác AK trên không bằng hai chân. Thì để làm quen động tác đó, chúng ta chỉ cần thảy bóng thế này, đá ngược về, đá qua. Đó là một kỹ thuật AK trên không bằng hai chân. Chúng ta sẽ kết hợp cả ba lại với nhau. Lift up AK trên không. Để làm thực hiện động tác Ninja AK thì chỉ đơn giản thế thôi. Lift up AK. Chúng ta có thể là làm để qua người bằng cách là làm rất là nhẹ nhàng thế này. Lift up nhẹ thôi, qua người. Hoặc là có thể làm để ghi bàn giống như lúc đầu clip mình đã từng làm. Hôm nay là một buổi tập của mình với động tác Ninja AK. Và mình sẽ là động tác Ninja AK thì dứt điểm ở thành kia. Đáng thành công 5 lần liên tục. Ok. Ninja AK, hy vọng là anh em có thể tập luyện để nâng tầm đôi chân của anh em lên một tầm cao mới với những kỹ thuật AK. Nếu anh em thấy video clip này hay thì like và đừng quên subscribe channel YouTube của Thiêu Đá Soccer. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về từ kiểu bóng đá, hướng dẫn bóng đá. Mình Phạm Thi, xin chào và hẹn gặp lại.